Hello mọi người, xin chào mọi người đến với kênh YouTube của mình nhé. Mình sẽ chơi trò chơi câu đố đen tối. Rồi, mình sẽ chọn nhân vật để vào game ạ. Mình sẽ chọn nhân vật này. Kiểm tra kho đồ xem có gì chưa. À, chưa có gì, mình cần phải đi mua thêm. À, mình sẽ ra shop mua thêm cái trang bị nữa. Băng mà vẫn chạy được. Ra cho công an tiếp. Sau đi đuổi
còn cái đầu. Ok, mình đã qua màn 1. Để tiếp tục chơi màn 2 nhé. Giờ mình muốn ra mình phải ngắt cái này không? Mình tự nó rút thì mình lấy con chip để qua cửa. Mình sẽ đi chơi không mày.
xin kết thúc video tại đây nhé. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.